Ê, các bạn hả, hai anh em hả? Ngày mai 10 giờ, ngày mai 10 giờ hát xin em khai trương đây. Ok, thì sẽ có rất là nhiều ấy ngôi sao, ngôi siếc gì sẽ tới đây để mà làm này, nó thảm đỏ nữa nè, có thảm đỏ rồi luôn kìa, có thảm đỏ rồi luôn kìa. Đó, bữa nay người ta chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Ở hát em là nó mời cái lần của Việt Nam, nó mời cho các thứ đồ tới không? Hỏi thôi, mai có mời thôi không? Hi man. How are you? Good, good, thank you. Tomorrow, do we have any like special? Yeah, tomorrow morning. 10 o'clock? 10 o'clock. Yeah. Oh, okay. Do we have like any singer or any celebrity to open or? We're opening at 10 a.m. There will be some celebrations just beforehand. Okay, like 9, 8:30, something like that? Yeah, I'd say about 9 or so. 9 o'clock. Okay. Looking forward for that. Yeah. I've been this one in Melbourne many times. Yeah, we live in Melbourne. Yeah. So now you come to Adelaide. They open it. Yeah. All right. Thank you, guys. Thank you. See you guys tomorrow. Yeah. Bây giờ thấy cũng vắng rồi đó. Thường nãy mua cái đó đẹp lắm. Ừ, dễ thương nè. Mai mua cho vợ một cái. Nó nói mai có giảm giá gì đó nữa. Có celebrity không? Nó nói ngày mai có một số thôi chứ. Xin chào các bạn. Thì mình đang. Quay cũng được mà, đúng không? Ok, yeah. Mình đang ở hát nghe nè. Mai sẽ lên đây để quay cho các bạn coi. Với mai là tới đây là đi làm kia không kịp rồi. Với anh ở đây. Mình đi kia. Anh đây. Mai yeah. Có một mình đó hả? Đúng rồi. Một mình thôi. Để chị hai ở đây coi cho. Yeah. Đây. Mai mới chuẩn bị tốt. Hôm nay là nó sẽ tới nữa, chắc sẽ nó có chuẩn bị được nhiều thứ lắm này đó. Ok, let's go con. Ok. You can go. Okay. Yes. Giờ quá. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giờ quá con ơi. Nó trơn. Johnny. Come here. John. Nhìn ngoài ổng chi má. Này ổng đi gom rác á hả? Chơi xong hồi qua lại thấy mẹ. Chạy đi. Chạy không qua qua nha. Đến hồi mẹ kêu xong quay lại thấy mẹ các bạn ạ. Gì vậy? Nói gì đâu. Áo đẹp nên xoay. Cháu, anh đang nói có cái áo màu trắng với cái áo màu vàng nữa. Đâu? Đâu nó cũng đâu cho vô đâu. Hai anh em hả? Hôm nay khai trương đâu cho vô? Mai á. Mai mới được. Ngày mai tôi đi cũng chuyện. Ờ. Chị hai đi là mai. Có hai chị.